những ngày mà mày dầm mưa, cho cả những ngày mà trời dãi nắng. Ừ thì cuộc đời có vài lần thua, chứ riêng lần này là phải thắng. Kiến thức in sâu chứ không phải nhanh, sắp xếp gọn gàng và thật ngay ngắn. Xuất phát điểm từ số 0, từ tay trắng tới thành công, nhờ thực lực chứ không phải nhờ may mắn. Cho cả những ngày mà mày dầm mưa, cho cả những ngày mà trời dãi nắng. Ừ thì cuộc đời có vài lần thua, chứ riêng lần này là phải thắng. Kiến thức in sâu chứ không phải nhanh, sắp xếp gọn gàng và thật ngay ngắn. Xuất phát điểm từ số 0, từ tay trắng tới thành công, nhờ thực lực chứ không phải nhờ may mắn. Và chất đầu tiên chính là oxygen, vai trò quan trọng để duy trì sự sống. Oxy hóa hệ thống nhiên liệu tên lửa, nguyên tố không thể thiếu là oxy lỏng. Còn nhiều công dụng để sống đa năng, đối với kim loại có thể hàn và cắt, đóng góp to lớn vào trong y học, điều trị các bệnh về đường hô hấp. Chất thứ hai nhóm 6A chính là sulfur, có thể dùng để lưu hóa cao su, sản xuất phân bón hoặc là chất diệt nấm, làm thuốc súng đen hoặc thuốc trừ sâu. Thủy tinh trong suốt từ selenium, hoặc thêm thủy tinh để tạo màu, làm tế bào quang điện, chế tạo pin mặt trời, máy photocopy hoặc dầu gọi chống gầu. Ok, nguyên tố tiếp theo là tellurium, tạo thép không rỉ, tạo màu cho gốm sứ. Đứng ngay bên cạnh là polonium, làm nóng thiết bị trong tàu vũ trụ. Mỗi một nguyên tố đều có công năng, mỗi một ngôi sao đều có thể tỏa sáng. Cá thể riêng biệt tạo sự đa dạng, phải chăm chỉ đàng hoàng với trách nhiệm đối với ta mang.